À, cái thời gian niệm Phật lễ Phật chúng ta ấy, vậy công nhận tu nó nhẹ mà hết giờ không hay. Nếu mà mình có được cái cảm giác này nó tuyệt vời ghê lắm. Bị nhớ là khi niệm Phật lễ Phật á, vì cái dịu tâm hoàn toàn đi, có nghĩa là cả cái tướng của mình sao cũng đừng quan tâm tới nữa, nó ngay thẳng hay là nó nghiêng ngả gì đó, cái chuyện của nó, mắt mở mắt nhắm gì cũng được, nhưng mà chỉ cần bị dịu cái tâm hoàn toàn và có Phật hiệu, tức khắc vọng tưởng mất tiêu hết chưa, và một thời đi qua cực kỳ mau luôn. Giống như cái thời đi chung đi, khi mình niệm giống như mắt mở mắt hiếp gì tỷ vậy, nhưng mà lúc niệm nhẹ nhất luôn rồi theo câu Phật hiệu từ chậm nhất, có những câu chúng ta hước theo không nổi ngưng lại nghe nhép môi, có những câu hước theo được thì theo đó mà niệm, cứ để tự nhiên và thoải mái nhất câu Phật hiệu 20 phút địa chung cấp kỳ, thẳng lưng hay cong lưng hay như thế nào đó, chắp tay không chắp tay tùy, miễn làm sao câu Phật hiệu niệm được trôi chảy, đó là gọi là tự tại nhất, không cần chấp tướng nặng nề. Đây là 100% luôn. Rõ ràng là ví dụ như cái phòng này đi, để một mình những đức tu đi, lâu lâu có những người người ta đến là thăm thì thôi người ta tu chung, nhưng mà bên kia có cái phòng cho cái người theo những đức 5-6 người tu bên kia, đúng là rõ ràng cái quay lực tu hoàn toàn khác, tại vì đức sẽ tự dụng công và sẽ cảm nhận được khi niệm Phật. Mà khi những đức cảm nhận được câu Phật hiệu, như đức mới chia sẻ với nghe được, thấy không, nó mới lợi ích lớn hơn nữa quý vị nha. Thì những đức thấy rõ ràng là một thời tu quý vị qua hồi nãy là tu là những đức không hay hết giờ luôn á, thật sự luôn, không có một cái cảm giác gì gọi là mình trong giờ luôn. Khi quý vị tu mà được như vậy, dụng công mà được như vậy thì lợi ích lớn, lợi ích rất là lớn luôn. Nếu mà thời gian tu tập mà vậy thì thôi tuyệt vời quá. Và mình lên mình tu từ từ chứ, quý vị nhớ phải siêng năng gầy dựng từ từ, quý vị sẽ giảm tối đa cái việc hôn trầm buồn ngủ. Khi đỡ tối đa cái chuyện hôn trầm buồn ngủ, quý vị tu mới có kết quả. Thật sự, cố gắng đi, nó không phải ngày một bữa mà nó giải quyết vấn đề buồn ngủ này đâu, và không phải một ngày một bữa mà nó giải quyết vấn đề làm biếng đâu. Cái buồn ngủ và cái làm biếng là nó là vô lượng kiếp rồi, nên mình không được giáng sanh. Chứ nếu mà mình không buồn ngủ và mình siêng năng thì mình giáng sanh mất tiêu rồi, mình trở lại đây là Bồ Tát cực lạc trở lại chứ không phải là phàm phu. Nhưng mà mình cũng niệm Phật mà do làm biếng và buồn ngủ, hai loại này là hai loại đáng sợ nhất để mình ở lại cõi ta bà. Tại làm biếng thì không tu, buồn ngủ thì không nghe niệm Phật được. Đó, hai loại này tiêu. Mà hai loại này là hai loại nằm đơ khi cuối đời. Ừ, nằm đơ khi cuối đời. Tại vì ngủ thì nó mê khi cuối đời. Đó. Mà làm biếng thì không chịu niệm Phật khi cuối đời. Hai loại này thì tiêu rồi. Còn cái người mà tín nguyện tinh tấn là khác. Tín nguyện tinh tấn, tín nguyện là tin vào Phật nên họ siêng niệm Phật, thấy không? Tinh tấn thì họ tỉnh táo, tinh tấn tỉnh táo, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà mình phải nhắm được mục tiêu rồi, mình phải siêng năng, thấy không? Rồi nó có thời gian nó mới bớt đi hôn chậm, rồi tự nhiên thấy nó lợi ích nên mình mới siêng năng. Rồi siêng năng rồi nó mới tỉnh táo, chứ không siêng năng thì sao mà được. Bây giờ mình đã nhắm được mục tiêu niệm Phật là hay rồi, mình siêng năng đi, nó tới giờ mình lên mình tu đúng giờ đàng hoàng, thấy không? Bữa nào từ khi là công việc gì ngoài đời mình chịu, nhưng mà mình phải cảm thấy là thèm, thèm phải siêng niệm Phật, phải thèm phải siêng niệm Phật, phải bấm số niệm Phật, tại vì mình nhắm được mục tiêu rồi. Bây giờ mình mục tiêu niệm Phật muốn sanh cực lạc, mình chỉ có cái việc niệm Phật để Phật rước thôi, chứ giờ làm gì nữa giờ. Mình chỉ có niệm Phật để Phật rước mình thôi, cuối đời thôi.
Chỉ có chỗ này thôi. Giờ mình không siêng mình nhắm chỗ nào? Không lẽ mình nhắm đâu nữa giờ? Thí dụ như bây giờ Nhuận Đức là một người mới biết niệm Phật đi, bây giờ Nhuận Đức muốn vượt qua cái chuyện niệm Phật để muốn sanh cực lạc này, giờ Nhuận Đức làm cái gì? Nhuận Đức hỏi vị, mình tin vào Phật yên tâm hơn tin vào con người chứ? Này là 100% mà nói gì nữa giờ? Dù con người có nói hay cái nào đi chăng nữa thì chăng nữa cũng là con người bình thường, còn Phật Bồ Tát mới là đặc biệt chứ. Nếu mà kinh giáo của Phật Bồ Tát cái đoạn nào quan trọng, ví dụ như mà giờ 48 lời đại nguyện mà sai đi, Phật A Di Đà sẽ đích thân đến đi hoàn chỉnh 48 lời nguyện là liền. Đó. Giống như mà Thượng Tinh Không ngày giảng, ngài nói rằng ngài Hạ Liên Cư, ngài đến để mà ngài hỏi tập bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài không phải người bình thường. Người bình thường sao mà cuối cuộc đời đứng giảng sanh thân thể như khoa lê? Nó đơn giản hả quý vị? Ngài đến phải hội tập lại cái bộ kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh, lấy tất cả những bản dịch chưa hoàn chỉnh hội tập lại hoàn chỉnh. Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng không phải đơn giản, phải là người bên cạnh Phật A Di Đà đến để chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng bao nhiêu lần bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài cũng là phải người ở thế giới cực lạc suốt, không phải là người tầm thường. Ngài mới đến để mà sức ảnh hưởng tịnh độ cho chúng sanh. Rồi Hòa Thượng ấy hiền lại thị hiện đến, không biết một chữ nào, niệm một câu Phật hiệu để là toàn thân xá lợi, cũng là người ở thế giới cực lạc đến. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngài nói rằng nếu như Hòa Thượng ấy hiền á, mà ngài không có sứ mệnh, thì ngài niệm Phật khoảng năm 25 tuổi ngài đi niệm Phật mấy năm ngài giảng sanh. Nhưng mà sứ mệnh của ngài ở thời gian dài là vì sao? Tu tốt quá, làm tấm gương tốt quá, tinh tấn siêng năng niệm Phật, trong mọi hoàn cảnh niệm Phật, dở ngại gì cũng niệm Phật, nhẫn nhịn hoàn toàn ngài làm được, họ phù hợp với cái căn tính chúng sanh 9.000 năm. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài kêu học theo đi, dốt không chưa từng đọc cuốn kinh nào, chưa từng đọc cái gì, không biết gì hết, chỉ có niệm câu Phật hiệu. Thầy nhìn ra được dạy niệm Phật đi, niệm 92 năm. Tấm gương đó Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng trước chưa có, sau này cũng khó tìm. Tấm gương đó mà không chịu học, học ai? Mà dễ làm. Nó quý vị coi á, thí dụ như bây giờ ngài Hạ Liên Cư, ngài phải là tuy là thể hiện cư sĩ, rồi ngài Hoàng Niệm Tổ cũng là cư sĩ, vì tụng kinh Vô Lượng Thọ đi, cái chương kinh mà cư sĩ thành tựu thì rất lớn. Còn cái chương kinh mà Bồ Tát và người tu thành tựu thì ít. Quý vị để ý đi, cái chương kinh á, cái chương kinh mà cư sĩ thành tựu thì đông lắm. Nó nên á, thị hiện đến là một vị cư sĩ để hội tập cuốn kinh Vô Lượng Thọ, và cư sĩ chú giải kinh Vô Lượng Thọ, và giảng thiết thì phải là xuất gia để Hòa Thượng Tịnh Không. Nên không phải ai cũng giảng kinh được đâu, đừng nói chuyện đùa, không phải ai cũng lo kinh ra giảng được đâu. Mình phải gầy dựng tín nguyện, mình khuyên người niệm Phật là tiện nhất. Còn cái chuyện mà đem kinh giáo ra giảng không đơn giản đâu quý vị. Nên á, những vị này toàn là những vị phải là bên cạnh Phật A Di Đà đến để làm việc này, tới làm tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền để chứng nghiệm cho chúng ta thấy. Một câu Phật hiệu thành tựu, ngày niệm 92 năm, ghê không? Nó tấm gương đặc biệt như vậy mà không chịu nhìn theo để học. Vì câu Phật hiệu này mình cứ đã nhắm được mục tiêu rồi, mình đã có mục tiêu rất rõ ràng rồi, vậy mà mình không siêng niệm, mình đi tìm gì vậy? Dù bây giờ mình lên bờ xuống ruộng thì mình cứ nhắm ngay câu Phật hiệu mình niệm đi. Nhuận Đức nói cái nghiệp mình nặng cỡ nào chăng, nó niệm giết nó chốc gốc con hủ luôn, nó chốc gốc luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Nhuận Đức nói vậy nghe, cái cây nó có rễ nhiều cỡ nào, rễ nghiệp á, giống như cái gốc cây rễ bao nhiêu rễ nhiều luôn, mỗi ngày bị cắt một rễ, bị cắt giết thôi, còn cái rễ nào mới sợ luôn. Mỗi ngày bây giờ cắt một cái rễ nhỏ thôi, cứ ngày cắt rễ 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 cắt hoài thôi, cắt giết cái cây không còn rễ nào luôn. Nó cuối cùng cái rễ cái nhất là căn tử nghiệp để Phật A Di Đà xử lý nha. Mình là tiệm tu giải quyết những cái rễ con xung quanh, cuối cùng quyết định cái là Phật A Di Đà ngài giải quyết
cái việc đó cho mình. Để quyết là ngày phóng quang nhiếp thọ, tăng trưởng công phu. Cái này quan trọng nè, không? Nên đã nhắm được mục tiêu rồi thì có vật hiệu này phải siêng niệm. Nhắm được mục tiêu rồi thì phải siêng. Bây giờ mình tin vào Phật chứ, mình yên tâm hơn mình tin vào con người chứ quý vị. Đó. Mình tin vào Phật, mà nếu như con đã tin vào Phật mà con đường đi của con mà sai, Phật sẽ lợi dạy quý vị. Phật sẽ đến vào giấc mơ quý vị, dạy quý vị. Tại vì bây giờ người tu giờ mình không biết tin vào người nào là chuẩn nhất luôn nữa, đúng không? Hết rồi, không biết tin vào ai để chuẩn nhất luôn. Thì Phật sẽ đến vào giấc mơ quý vị, dạy quý vị. À, nếu là sai, nếu như kia mà tin Phật mà sai, nhất định Phật sẽ đến dạy quý vị, chắc chắn quý vị luôn. Nên bộ kinh Vô Lượng Thọ chưa được viên mãn thì ngài Hạ Liên Cư đến để hội tập. Hội tập rồi mà chưa ai hiểu rõ ràng thì ngài Hoàng Niệm Tổ tiếp tục lỡ làm thêm một vai trò là chú giải. Không, chú giải rồi coi vẫn chưa hiểu luôn, Hòa Thượng Tịnh Không tiếp tục xuất hiện để giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Để ý nghe. Rồi xong Hòa Thượng Không giảng mà nhiều người vẫn không hiểu nữa, giảng đã nhẹ xuống rồi. Hòa Thượng Không ngài nói rằng: ngày xưa bậc thầy tôi giảng không hiểu nổi đâu, ta đời tôi là giảng rõ lắm rồi đó, dễ hiểu rồi đó, thấy không? Nhưng mà ngài giảng có nhiều người nghe không hiểu luôn. Cuối cùng lọc một phát nữa, Hòa Thượng Ngài Hiền đến làm thêm một việc nữa, đó là không biết cái một cái gì luôn, chỉ còn có câu Phật hiệu. Chàng ô chỗ này mà không để ý nữa thôi, bị ô quý vị. Người niệm Phật chỗ này mà không để ý nữa thôi, nói tới chỗ này nghe đúng là mê luôn, thấy rõ ràng luôn rồi, vạch rõ luôn rồi đó. Rồi cuối cùng quý vị muốn niệm Phật, có cư sĩ hô nói với quý vị: chàng ô cái này ghê nữa chứ, phân tách rõ ràng từng đoạn cho quý vị nghe cái nữa. Đó, đó là những đức chỉ điểm những vị đi trước thôi, để vạch ra, để nhìn ra, để có mục tiêu, để tiến đến mục tiêu. Nói thấy không? Chứ những đức đâu kêu vị chạy theo những đức đâu, mà chạy theo những đức làm gì giờ? À, bây giờ tự nhiên Phật sắp xếp với những đức là bây giờ đỡ, công nhận thấy hay. Quý vị ơi, cái này đặc biệt nhất nè. Cuộc đời những đức nếu cả đời mà không dùng số tài khoản gì hết, thấy không? Không dính vào tiền bạc gì chứ, mà có cơm ăn áo bặn mà tu mà gì là nó đạt dữ lắm. Cái này là cái chuyện chia sẻ Phật pháp là đúng là đạt nhất luôn. Nó quá tuyệt vời luôn, không gánh một cái đại chúng thì mới chia sẻ Phật pháp được. Còn nếu không thì chắc chắn càng ngày nó càng ghi mình xuống lại, không lên mà xuống á. Tại vì đâu có thời gian dụng công tu, mà không thời gian dụng công niệm Phật này sao đem tịnh độ chia sẻ. Quý vị coi những đức nói gì, những cái sự lợi ích gì niệm Phật là do những đức niệm Phật. Những đức mới nói cái sự lợi ích của niệm Phật, chứ không niệm Phật sao nói. Nó thấy chưa? Nó đã mục tiêu rõ ràng rồi, vậy thì phải siêng niệm Phật chứ làm sao? Chứ làm gì giờ? Chứ tìm đâu giờ quý vị? Mà đem có Phật hiệu này niệm nó lại an lạc nữa, thì cuộc sống hàng ngày an lạc, cuối đời giáng sanh cực lạc. Chứ giờ muốn gì? Thí dụ như những đức hướng dẫn quý vị tu, nếu quý vị tu mà không được lợi ích gì thì quý vị đi tìm đâu thì tìm. Tìm chừng nào mà được lợi ích thì quý vị tu. Nhưng mà nói với quý vị nghe, trồng lúa mà còn 3 tháng mà học nghề còn mấy năm mà. Còn từ khi mà quý vị vô học tiểu học mà quý vị ra trường, quý vị còn bỏ ra thời gian mười mấy năm mà. Chứ đừng nói chi mà niệm Phật mà tự nhiên vô niệm mà dài 3 tháng, 1 hay năm mà nó tự nhiên an lạc đồ, cảm giác đồ. Thôi bạn vội vàng quá. Ấn Tổ ngài nói rằng bạn vội vàng quá, mạ vừa trồng xuống đất là nhổ đầu mạ lên để muốn có lúa ăn. Bạn vội vàng quá, bạn phải có thời gian để cảm thọ chứ, hiểu không? Bạn vội vàng quá. Nó, nên có người hỏi những đức: con bây giờ con tu tập theo gì con được an lạc quá, mà mẹ con thì bắt tu cái khác, anh con tu cái khác, mà bây giờ họ kêu con phải tu theo họ, mà con tu theo họ con tu không được. Vậy thì con cãi mẹ, con cãi mẹ anh con gì, con có lỗi không? Không. Lỗi gì? Cái pháp của Phật á đều là cái pháp của Phật. Niệm Phật á thì tùy duyên mỗi người,
đem vào có chia sẻ thì cũng không ràng buộc ai. Nếu mà có tâm lôi kéo là sai, nhưng khéo léo phương tiện để dẫn dắt ta niệm Phật là đúng. Nhưng có tâm lôi kéo là sai. Nhớ kỹ, Phật pháp mà có tâm lôi kéo cũng sai nữa. Nên Hòa Thượng Ninh Không thì nói Đức Thích Ca Mâu Ni không làm việc này thì mình đừng làm việc này. Đức Thích Ca Mâu Ni tuyệt đối không xỏ mũi ai kéo đi. Ta cũng đừng nên làm việc này, xỏ mũi người khác. Bạn vì cái gì xỏ mũi? Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đâu vì danh lợi, nên ngày không xỏ mũi. Không lẽ bạn vì danh lợi sao? Vậy thì bạn đang tu đạo gì? Tam đồ ác đạo. Kinh chưa? Tam đồ ác đạo. Thí dụ như mình có khả năng khéo léo phương tiện, là người ta đến với mình vì người ta quá khổ đau. Bây giờ mình nói thật chắc Phật pháp ra, người ta chưa tiếp nhận được. Bây giờ một người phụ nữ quá khổ đau rồi, bị chồng bỏ, phá thai, nghiệp chướng nặng nề, đủ chuyện khổ đau. Mình giang đôi tay ra, mình thương yêu giúp đỡ họ, rồi mình đem Phật pháp chia sẻ cho họ nghe, tiếp họ sẽ mới tiếp nhận được. Không niệm Phật đi, họ đâu có thể nào niệm được, vì cái tâm họ bích lấp lại nó nặng quá rồi. Nó giống như một con người mà giống như một căn nhà mà gọi là dơ nhiều đời nhiều kiếp. Một ánh đèn mà gọi là một bóng đèn nho nhỏ bật lên chưa giải quyết được cái bóng tối này đâu quý vị. Nên mình mới hỗ trợ giúp đỡ họ đi dọn rác xung quanh đồ, kết hợp lại nhau giúp đỡ hỗ trợ, rồi bắt đầu họ mới có ánh sáng được, thấy không? Nên cái sự thương yêu giúp đỡ là một cái phương tiện để đi đến Phật pháp. Nhưng bạn phải có tâm thật chắc. Nếu như bạn nhiệt tình vì sự nghiệp của họ, giàu sang của họ là bạn sai đó. Đức Thích Ca Mâu Ni không làm chỗ này đâu. Một trưởng giả cư sĩ có giàu cỡ nào giàu, nếu chưa đủ duyên, ngài sẽ không bao giờ phan duyên. Không bao giờ ngài phan duyên đâu. Điều là tùy duyên. Tùy duyên là nhìn được nhân duyên. Đã nhìn được nhân duyên, đã có duyên thì nhất định phải đến. Còn không có duyên thì đừng nên miễn cưỡng. Dù có giàu cỡ nào mặc kệ họ, không miễn cưỡng. Có duyên là gặp cái thấy có cảm tình. Có duyên là nhìn cái là thấy quý mến là có duyên. Có duyên là như vậy chứ làm sao? Thì bây giờ mình nhìn ai cái mình thấy mình thích là có duyên. Còn thí dụ như vị quý nhân đức là có duyên. Còn có những người ta ghét nhân đức là chưa đủ duyên. Mà ghét cũng là có duyên. Tại vì đã ghét rồi là nó có duyên. Từ khi là nó không nhìn luôn, không thấy luôn thì nó mới không có duyên. Còn nó chỉ cần nhìn qua cũng có duyên. Nó nghinh cũng có duyên. Nó chữ thì càng có duyên tại nó được chữ rồi. Đó. Nó chữ nhiều chừng nào thì duyên nhiều chừng nấy. Nghịch duyên mà là có duyên. Từ khi là không nói một tiếng gì luôn, quý vị thử công nhận không? Quý vị mà còn nói ai, còn gầy ai, còn trách ai là quý vị có duyên và thương họ đó. Có những đứa con mình thương nó vô cùng thì mình vớt nó te tua thả tới. Còn nếu mà cái đứa mà mình bỏ bê luôn, không cần ngó ngàng đấy, là mình sẽ không nói một tiếng gì hết. Mình nói mình không thể nào dạy nó được rồi, mình nói gì nữa giờ? Mình không dạy được rồi, mình nói gì nữa? Mình nghĩ nó luôn á, mình bỏ luôn, phế luôn. Đó. Nên thuận và nghịch nó đều có duyên. Chỉ có cái không biết, không nhìn, không thấy, không nghe, không quan tâm tới luôn là không có gì. Nên quý vị biết rằng là nên chư Phật Bồ Tát độ sanh là thuận nghịch các ngài đều có thể độ được. Nên chúng ta đừng có nên nặng nề. Những điều này mình chia sẻ vì biết cởi mở tâm tư rất là nhiều. Mình gặp được Phật pháp là mình may mắn lắm rồi quý vị à. Gặp được cách tu là đặc biệt quá rồi, phải nắm chắc cách tu đó. Mấy cô á, nhớ không? Phải cố gắng siêng năng mà niệm Phật. Mẹ anh tu được gì cứ tu đi, đừng có ép tôi. Tôi tu không được, tôi tu cái này được. Ủa, ông nó hướng dẫn có gì đâu, có gì đâu, nhưng mà tôi có duyên rồi sao? Còn mấy người thì có duyên với người đó, tôi có duyên với người này nói tôi thích, còn người kia nói với vị thích, còn người này nói với vị ngáp được, là vì quý vị với người này chưa đủ duyên. Đó, khi những đức đang hướng dẫn vị tu, đây là những đức muốn nói nhân duyên nghe, những đức hướng dẫn vị tu mà vị được lợi ích, cái lợi ích quý vị là ngay chỗ này nè. Khi bị gặp sự cố bị dẫn niệm Phật, gặp sự cố vẫn không chửi người, gặp sự cố vẫn không khoáng than, đó là lợi ích rồi đó. Đã bị lợi ích rồi đó. Cái lợi ích cực kỳ lớn luôn là quý vị phải để ý cái chỗ này nè. Để ý chỗ này nè nghe. Khi những đứa gặp sự cố, những đứa không có kêu quý vị đi chữ lộn với người ta là quý vị thấy cao thủ rồi đó. Không đơn giản đâu. Chỗ này quý vị phải ngồi suy nghĩ ra nè. Phải gác chân lên trán mà suy nghĩ nè.
nè, suy nghĩ chỗ này rất quan trọng nè. Đa phần người ta ưa bị một cái bệnh là khi mình bị cái gì phải rủ nhiều người để giúp đỡ mình, thấy không? Tôi thì khi đi ăn ngon tôi rủ quý vị, có cái gì vui tôi rủ quý vị, cái gì đặc biệt tôi rủ quý vị. Nhưng nhào vô bị người ta quýnh, tôi nhào vô cho người ta quýnh mình, tôi kêu bị đứng ngoài đi để tao vô trước cho nó xé xác tao đi. Còn nếu mà còn xác thì tao bò ra, còn không còn xác thì đem về chôn giùm được, không chứ vậy còn gì nữa chàng. Quý vị coi, quý vị coi phải rõ ràng không, khi những đứa gặp sự cố gì có kêu quý vị đi chửi người ta không? Cái này là cái điều quý vị phải để ý nghe. Tại vì sao? Những đứa biết nếu mình kêu người ta chửi người khác là mình sẽ mang tội, cái tội của mình trả mới xong, cái nghiệp mình trả không xong, thà bị xử một mình đi để cho xong. Vì vì mình muốn giáng sanh, mình muốn giáng sanh cực lạc quý vị. Những cái điều Như Đức nói đây quý vị phải nghe và có duyên á. Chứ nếu mà người không có duyên, cái câu này của Như Đức nó đang cao lên mà người nghe nó chói tai lắm, là không có duyên. Có duyên nghịch chứ không phải là có duyên thuận đó. Nhưng mà khi quý vị đang nghe gì này, nó đi từng câu từng câu từng câu, nó lên tới đỉnh cao á, thì quý vị nghe nó vô luôn. Còn cái người ta xẹt vô gì, người ta cắt một khúc này, người thấy nó cao, nghe chói tai đó. Nên cái cắt pháp nó không đơn giản đâu quý vị ô. Nhưng mà thôi kệ, gieo duyên nghịch tùy duyên. Nhưng có những người có duyên thì nghe nó cũng dính luôn. Nói là như vậy. Trong cuộc đời này mình không biết sao chứ, lạ lắm, thấy không? Đó, quý vị để ý chỗ này nghe, để ý chỗ này rõ ràng luôn á. Những đức tin nhân quả thiệt á, nên khi những đức bị sự cố quý vị thấy không, những đức chỉ một mình chịu, những đức không kêu quý vị nhào vô. Đây là quý vị phải để ý đó. Sau này khi mình bị một cái gì, mình chấp nhận mình vui trả là xong. Thấy thì lúc đó te tua tả tơ mà không chết. Giống quý vị thấy quý vị coi phim mà thằng dây chánh không, nó bị quýnh te tua tả tơ chứ, nó đá hứ luôn. Mà cuối cùng dây chánh thành cao thủ. Nếu mà nó không có những thời gian bị đánh, nó sẽ không tao thành cao thủ đâu quý vị. Muốn thành cao thủ thật sự thì phải chịu te tua tả tơ. Muốn về thế giới cực lạc thì phải trải qua cái cuộc thi đó. Nếu bạn kêu người ta nhào vô để mà tạo nghiệp cùng với bạn, vì bạn dính lại rồi. Pháp sư Hải Khánh không biết một chữ mà nguyên lý này các ngài còn hiểu. Con chó bay vô cắn ngài, người ta đã quýnh con chó nó, được quýnh con chó. Tôi đó cắn nó, giờ nó cắn là tôi quệ. Thấy chưa? Người ta đang đi đường như thế, xe đụng cái rầm, văng vô lề. Người ta tức quá, nó nhào quýnh thằng chạy xe. Nghiệp chướng tôi nặng nề để tôi trả. Khi bệnh đau không ai ngó ngàng luôn, ở trong chùa bỏ luôn. Hòa Thượng Ý Hiền đến gặp nó, trời gần chết luôn, nằm nó niệm Phật. Hòa Thượng Ý Hiền nấu cháo cho ăn. Nói chàng ông bệnh đau gì không ai lo cho ông chứ. Nó thôi nghiệp chướng của tôi để tôi trả. Thấy chưa? Vì thấy không? Hay chưa? Không biết một chữ mà nhân quả hoàn toàn hiểu. Hoàn toàn hiểu. Còn mình thì sao? Mình niệm Phật mình còn hờn trách đó nghe quý vị. Phải thông luôn cái tâm này, mình còn hờn trách đó. Tuy mình nói vậy mà có những lúc mình ngu cái tâm mình nè, mình sẽ quay lại hờn trách một chút, chăm chích một chút. Nhưng mà mình tu xong mình giải tâm liền thì có thể được. Tại mình là phàm phu, mình tha thứ cho mình chỗ đó đi. Mình cố gắng đi, từ từ mình hoàn chỉnh lại. Đó. Nhưng người ta đó thông tin nhân quả hoàn toàn, thấy chưa? Người ta giảng sanh cực lạc mất tiêu rồi. Người ta lên đường thờ, người ta ngồi chánh á. Toàn thân xá lợi lấy vàng, người ta chét vàng lên người ngài, ngồi trên bàn thờ mỗi ngày, người ta lại cao thủ rồi. Hòa Thượng Ý Hiền còn Tăng Xá Lợi cao thủ rồi, còn mình biết mình thành cái gì, không chịu cố gắng đâu, hiểu không? Nên nói cho vị nghe, hôm qua công đoạn Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói, thấy chưa, coi một cái đạo tràng nhiều người không khéo, bạn nói bạn gì người ta, nhưng bạn đi thao túng tư tưởng người ta, bạn đi lôi kéo, bạn dùng cách này cách nọ. Thí dụ như đi, có khi cái việc của những đức đi, người ta cũng nghĩ rằng bây giờ một số người quen đến mà có sức ảnh hưởng, người ta đi lỡ người ta gặp những người đó, người ta nói chuyện, người ta đánh vào cái tâm người đó, đức nó diện dị, nó sai, nó hư dị, tránh nó đi, đừng theo nó nữa, lại chùa. Là vì người ta cũng sợ không ai đến chùa cúng rồi, chùa lấy gì ăn, cũng là từ bi đó. Mà từ bi này bạn có khả năng là Bồ Tát hay không thì bạn làm đi.
Mà nếu là bạn là Bồ Tát, bạn tin nhân quả, bạn đố bạn làm gì luôn. Bạn tùy duyên, ai có duyên đi theo ai thì theo. Mình cứ sống cho tốt, mình cứ lo cái việc của mình cho tốt, làm việc thật tốt, hướng dẫn người tu nhiệt tình hết mình, rồi người ta sẽ thấy đó mà người ta đến bình thường, không có gì chứ. Còn nếu như bạn đi thao túng tư tưởng người ta, bạn đi phô tin, bạn đi phô tin là bạn hoang duyên. Bạn phô tin vô, không phải là bạn đi phô là hay đâu, nhưng mà bạn phô ngay cái nghiệp. Cái nghiệp là con nhỏ này ngày xưa nó cũng phô bà, bây giờ bà phô lại, hai bên nó kết lại, nó mới đụng lại nhau. Chứ đâu phải là bạn đi phô mà được đâu. Đó, một chục người bạn phô được hai ba người thì bạn cũng tạo nghiệp câu thúc lại nhau. Nên bạn đi đọ là chắc chắn luôn. Nếu như mình làm một vai trò chính mà không dạy chỗ này cho đệ tử là chết thằng đệ tử. Nó đi đọ là chắc chắn luôn. Ghê lắm. Còn cái nghiệp những đức nó vui trả, những đức cũng nói những đức sai mà. Nhưng mà đi phô tiếp tục để làm chi? Để cho những cái người mà có sức ảnh hưởng đồ này kia, người ta đến, đi đến cái nơi đó. Sai rồi, chỉ cần nhiệt tình lo cho người ta thôi, vui vẻ hoan hỷ thôi, cái nơi đó vui người ta sẽ đến liền à. Bây giờ những đứa con cái nhà ai đến đây được, có mấy người đến, dù có đến được mấy người thì cái nơi thiệt là to mà sợ gì thằng có cái nhà nhỏ xíu, đúng không? Mình cứ làm cho tốt, mình cứ nhiệt tình, phương hướng đó đã thành công rồi, cứ duy trì như vậy, từ từ đẩy nó đi, từ từ đẩy bằng cách nào? Từ bi, thương yêu và tha thứ. Mình đẩy hơn đi, đẩy từ từ đi, mất tiêu luôn, đi không hay luôn, người ta qua mình. Đó là khôn nhất mà theo quy luật tự nhiên. Nếu mà đưa những đức đi mà chiếm hữu một nơi nào của người khác đi, những đức sẽ làm cho bị thấy cách này qua thượng tinh không ngày giải hết trơn rồi, mà phải từ bi. Còn bạn không có duyên thì thôi, đừng phan gì. Đó, có cách. Cái cách này bạn bỏ ra nửa năm là xong rồi. Bạn vô bạn tán thán cái người đó, bạn nói người đó là người có ơn với bạn, người tốt, người đặc biệt. Người ta thấy gì, ô ông này được nghe, lỡ tìm mình, lỡ mình tiếp tục mình thương yêu, mình lo lắng, mình làm cách y rang vậy. Cuối cùng người ta nói, à ông này không làm giống ông kia, nhưng mà làm giống ông kia mà ta lại nhớ mình luôn. Người ta nhớ mình mà ta cảm ơn người kia, thì mình hoàn toàn là người thật sự có đức. Đó mới là một cách làm đúng trong Phật pháp dạy luôn. Hay, cách này hay. Còn nếu như bạn nghĩ rằng bây giờ bạn phải đánh tan những con người đi theo người này, để đi theo mình, là bạn đang lôi cái nghiệp những cái vàng mà nó không biết cảm ơn đi theo bạn, thì nó trở thành một lực lượng ác đi theo bạn. Nó sẽ phá banh cái từ trường của bạn luôn, sắp tiệm luôn, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Tại vì quên ơn gọi nghĩa sao thành công. Vì thấy rõ ràng không? Nói cho mà nghe không đơn giản đâu quý vị. Nó đây là cái đặc biệt tuyệt vời, đờ đảo gì áp dụng cũng được. Đờ đảo gì áp dụng cũng được hết chứ. Bạn đi đến một nơi nào mở công ty, buôn bán gì cũng gì, y rang luôn, không khác một chút nào chứ. Nó qua thượng tinh không mà ngài mua một cái nơi đó đạo khác, vậy mà ngài để y thinh. Quý vị ngài trí tuệ ghê chưa? Quá trí tuệ. Nó quá trí tuệ luôn. Đó, nên từ nơi đó mà ngài thu phục nhân tâm người ta từ từ, đó mới là người thật sự có trí tuệ và hay. Còn nếu như bạn làm như vậy mà bạn không nghĩ cái đạo đức nha, mà bạn hiểu nguyên lý mà bạn lại dùng thủ đoạn đó để quay về bạn, bạn vẫn sai luôn. Mà bạn phải thật lòng, nên Phật pháp phải bạn phải chân thật. Chân thật rồi nó sẽ cảm ứng liền. Còn bạn thiếu sự chân thật mà bạn biết cách rồi nhưng mà bạn dùng thủ đoạn, một ngày nào người ta sẽ theo tôi, bỏ thằng đó liền. Tâm đó vẫn là ác, ác luôn, tâm đó vẫn là ác luôn. Nên khi quý vị chơi với ai gì, quý vị nghe ai mà tác động để cái tâm quý vị sanh ác là tránh người đó liền. Ai mà tác động để mình ác là tránh liền. Mình đi đến một tổ chức nào gì, nghe có người mà nó chạy lại, nó dẫn dắt mình, nó tác động ác mà mình tức lên, mình sân si lên, tránh liền. Ngu gì ở đó, ở đó với người đó là chết. Tại vì nó tác động mình sanh ác rồi. Còn tác động mình mà sanh thiện, tác động mình mà buông xuống cái sự giận hờn, đúng. Họ nói sao mà mình buông xuống giận hờn là đúng. Nên những đức điều khuyên bị tin nhân quả là buông xuống giận hờn. Phải tin nhân quả chỗ này. Và mình tu càng dễ tính, càng tu càng khoan dung. Khoan dung cho người thân bên cạnh của mình, để cảm hóa họ từ từ. Đó. Cái bà đó lễ Phật đó, thằng chồng bay đạp một cái hứ văng vô tường. Bà chắp tay với lễ Phật. Bà cứ làm gì thấy rõ ràng luôn. Cuối cùng đổ luôn cái thằng chồng xã hội đen. Thôi lo tâm. Không đơn giản quý vị ơi. Cái này là cái cơ nạn đang lại vọt, đang xá xá nè. Nó bay, nó đạp vô cái mông, văng vô tường, cái búp, sưng cái đầu, chắp tay tiếp tục niệm Phật nữa. Dễ làm không? Kinh chưa? Vậy mà cảm hóa được rồi kìa. Cảm hóa được rồi đó. Nó
Hồi tối có cô đó nhắn tin thoại nó câu rằng cuộc đời có chồng thôi chồng có con, gặp Phật pháp muốn tu, tu viết sáng sủa muốn tu, cuối cùng gặp một người đến thương yêu, ban đầu không để ý tới, từ từ thấy rằng mình còn trẻ, thôi kệ có thêm người, có một người xong biết người ta có vợ xong rồi bây giờ muốn chia tay mà lỡ yêu rồi làm sao đây, đến khi muốn chia tay thì tự nhiên biết mình có bầu. Nó có bầu xong rồi bắt đầu là bắt đầu là cũng nghĩ thôi làm vợ luôn đi, cái tự nhiên bị hư thai. Hư thai xong rồi nói thôi bây giờ nó hư thai mà người ta còn vợ người ta, thôi mình lấy vợ chồng người ta kỳ quá, thôi chia tay, thì chuẩn bị chia tay thì tiếp tục có bầu nữa. Ngộ ghê không, nói chuyện sao cuộc đời nó lạ kỳ ghê. Bây giờ con muốn tu, con không muốn có chồng nữa, bây giờ có đứa bé trong bụng, bây giờ con định bỏ nó, xin hỏi thầy được không? Nó nói không dám, làm gì đâu có được, mình có vui thì mình có chịu chứ, hiểu không? Để nó nuôi nó đàng hoàng, biết đâu đẻ nó ra rồi đứa ơn nghĩa làm sao, hiểu không? Nó không phải quán thù đâu, để nó lại khổ cỡ nào cũng nuôi nó, sinh đẻ nó ra, hiểu không? Còn đến với cuộc đời này đừng có cầu tiện, thuận nghịch gì cũng phải tu thôi, hiểu không? Để nó lại đi, đừng có bỏ nó, tội nghiệp nó, hiểu không? Rồi đó cứ vậy mà tu tập. Nó nói dạ con nghe lời thầy. À, được, A Di Đà Phật, chúc quý vị an lạc. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.